liên quan đến vụ việc ba người thuộc tổ bảo vệ tự quản của thôn Đông Lôi, xã Thăng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng dùng gậy xua đuổi khiến hơn 101 con vịt bị chết đang được dư luận quan tâm những ngày qua. Một số các luật sư đã cho rằng vụ việc này có dấu hiệu hình sự. Theo đó, nếu 101 con vịt bị đánh chết có giá trị từ 2 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng thuộc trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, xác định ý thức chủ quan của chủ vịt là cố ý hay vô ý để vịt và phá lúa. Nếu chủ vịt cố ý để vịt vào phá lúa và thiệt hại dụng lúa từ 2 triệu đồng trở lên, thì chủ vịt có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Thưa quý vị, trước đó vào ngày 3 tháng 6, đàn vịt khoảng 1.600 con của gia đình ông Đông Quang Ông Đông Quang Hướng, 58 tuổi, chủ tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, đi vào dụng lúa của gia đình ông Nguyễn Duy Sơn, 55 tuổi, ở cánh đồng súng thôn Đông Lôi. Cho rằng đàn vịt tràn vào cây tổn thất về dụng lúa, ông Sơn đã báo lực lượng bảo vệ của thôn. Nhận được tin báo, tổ bảo vệ tử quản của thôn Đông Lôi đã dùng gậy đánh đập đàn vịt và khiến 101 con vịt bị chết. Gia đình ông Đông Quang Hướng sau đó đã trình báo cơ quan chức năng.